Rồi, tạm thời thì đã. Xin chào các bạn, mình là Đinh Công Tú. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn mới này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài vô cùng dễ và cũng khá hay. Đấy là bài Lily, Alan Walker. Cái bài này các bạn cũng yêu cầu, nhiều bạn yêu cầu khá lâu rồi, nhưng do mình bận quá hôm nay mình mới hướng dẫn được. Các bạn nhớ để cập nhật liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì để tạo thêm động lực cho mình ra nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì các bạn có thể nhấn cái nút like và nút chia sẻ. Vì mình tin rằng, mình nghĩ rằng là có rất nhiều những bạn khác cũng đang có nhu cầu muốn tập những bài như các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, mình đổi góc máy quay nhé. Rồi, cái bài này mình ngẫu hứng chơi lại dưới đúng cái giọng mà Alan Walker hát. Đấy là giọng pha thăng thứ. Các bạn nhớ cho mình, giọng pha thăng thứ là loại giọng mà có 3 dấu thăng. Đầu tiên sẽ là pha thăng, nhớ cho mình nhé, đô thăng và son thăng. Tức nghĩa là gặp 3 cái nốt này thì các bạn sẽ tự động đánh thăng lên cho mình nhé. Lát khi mình đọc là đô thì các bạn phải tự hiểu là đô thăng. Chỗ nào mà nó hoàn lại thì mình sẽ nói. Và mình cũng chơi lại dưới cái dạng đơn giản nhất, dễ nhất, để những bạn mới tập chơi các bạn có thể chơi được nó một cách nhanh nhất nhá, theo đúng tinh thần của bài. Rồi, phần bài này thì không có phần intro, sẽ vào bài luôn nhá. Chậm nhá, tay phải trước này. Chậm nhá. Do si do si do fa re re do, xin lỗi, chậm nhá. Do si do si do fa re son 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 la si mi re, à xin lỗi, mi do la si fa, la si fa mi fa do si la son. Thực tế thì mình đọc như thế này nó, mình nghĩ là các bạn nghe thấy cái tiếng mình nó to hơn. Đấy, nó sẽ lấn át cái âm thanh đi. Thì các bạn chịu khó nhìn như thế nhá, để mình đỡ phải đọc nữa. Vì cái miệng của mình nó sát với cái mic thu nên âm thanh nó sẽ bị miệng của mình lấn át tiếng đàn. Mình sẽ đánh chậm nhé. Đấy là xong câu 1, câu 2 nhắc lại như thế. Chỗ này các bạn này, la son fa son fa. Đấy. À xin lỗi, chết rồi. Tự nhiên mình lại quên. Ờ đúng rồi. Mình đánh lại nhá, xem nào. Tự nhiên lại quên này. Xin lỗi. À xin lỗi. À, khi mà nối sang câu 2 ấy, nó sẽ có cái này. Đấy. Đấy. Do si do si la fa. Đấy, thì nhanh sẽ là. Đấy, để nó nối sang câu 2 nhé. Xin lỗi. La son la son fa son fa do si do si la. Đấy. La 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 son. Đấy, các bạn nối cái chỗ này. Do si la fa. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ tay trái thì sẽ gồm những hợp âm gì? Đầu tiên sẽ là hợp âm pha thăng thứ của bạn sẽ là pha thăng, đô thăng, pha thăng. Đấy. Tiếp theo
theo là đến hợp âm si thứ si pha thăng si. Đấy. Tiếp theo sẽ đến hợp âm mi, có thể là mi trưởng cũng được. Đấy, mi trưởng này. Đấy. Xong đến la trưởng. Mi trưởng là mi si mi, la trưởng là la mi la, sau đấy là về pha thăng thứ. Đấy. Đấy là tất cả những hợp âm của bài. Gần như là cả bài sử dụng chỉ mấy hợp âm này thôi. Rồi bây giờ mình đánh thật chậm nhé. Xuống đây này, chậm nhé. Đấy, xuống mi. Lên la. Đấy. Lại về pha. Ở đây nó chật quá. Mình cho đây thì các bạn lại không nhìn thấy. Pha nhé. Đấy. Lại lên si. Xong lại xuống mi. Đấy, xong các bạn nối à? Đấy, ở trên này đấy. Xong lại quay về si. La nhá. Đấy, đấy. Vẫn si. Xong bây giờ mới xuống bass re này. Bass re này. Xong lên mi. Đấy, nhớ chỗ này chưa? Lên mi. Và nối thêm à? Thế này không nhìn thấy này. Đấy, được chưa các bạn? Rồi, bây giờ sẽ sang cái phần điệp khúc luôn nhé. À, cái phần giao cắt với điệp khúc đấy. Chậm này. La so, à xin lỗi, la fa mi. Chậm nhé, này, mình đánh thật chậm. Đấy. Chậm nhé, này, dưới đây cho dễ nhìn này. Đập la fa mi, la fa mi, la son la, si do do si la si, la fa mi, la fa mi, la son la, si do do la son. Si do do si la si. Do si do si do. Đấy, nó lại nhắc lại đấy, hiểu chưa? Là chỗ nối này. Si do do si la si, xong do si do fa re. Nhắc lại. Được chưa các bạn? Cái hợp âm tay trái thì vẫn thế thôi, vẫn là fa này. Xong đến si. Đấy, xong đến mi. Xong về la. Cứ như thế nhá. Đây là cái vòng chính của bài, các bạn nhớ cho mình nhá. Fa này, si này, xong mi, xong la, cứ thế thôi nhá. Rồi, bây giờ đánh chậm cái đoạn này này. Chậm dưới này cho các bạn nhìn thấy nhá. Đây. Đây. Xuống mi. Cứ theo mình như thế nhá. Này, chậm này, đây nhá. Theo cái tay trái, theo cái vòng như thế, chậm này. Đây, dưới này. Lên si. Xuống mi. Lên la. Lên fa. Si. Xuống mi. Lên la. Đấy, chỗ này các bạn nhớ nhá. Đấy. Xong đây nhắc. Nhắc lại đấy. Đấy. Lên lên đây bình thường. Đấy, điệp khúc mình đánh lại nhá, nó giống về đoạn đầu thôi này. Cuối của nó sẽ là chậm này. Là si si la si. Mình đánh thật chậm lại như này nhá. Vòng hợp âm tay trái thì vẫn thế nhá. Rồi bây giờ ghép lại nhau này.
trái nhá, tiếp. Si. Xin lỗi này. Nhớ chưa? Nhớ cái vòng này chưa? Tại vì cái chỗ này nó chật, nó bị chéo bè cho nên mình chỉ đánh được một nốt bát thôi. Đấy, nếu xuống đây thì các bạn phải đánh đủ cho mình là phà, đô thăng pha đấy nhá, pha thăng xong đến si này. Đấy, xong đến mi, rồi về la. Đấy, cứ như thế cho đến cả bài. Nó rất là dễ nhá. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn tập tốt nhá.